Tassa Bhagavato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Rồi bây giờ trước là mình đã học hết trơn những cái mối quan hệ ở trong trong duyên khởi, rồi bây giờ mình qua những cái phần mà phần nói chung ở bên ngoài. Thì cái giáo giáo lý duyên khởi này á là nó bao gồm cả ba thời, bao gồm cả ba thời là quá khứ, tại, vị lai. Cái điểm này nó cũng quan trọng là để mình phải hiểu nó là phải bao gồm cả ba thời, bởi vì mình có khi mà mấy chị sau này đọc những cuốn sách đó, có nhiều cuốn sách người ta nói là nó chỉ có một thời thôi, nó chỉ trong thời hiện tại, nhưng mà nếu mà nói trong thời hiện tại thì nó không có đủ, bởi vì mình phải nói nó liên quan tới cả ba thời, vì có những cái này nó có liên quan tới quá khứ nữa, nó có những cái nhân trong quá khứ và nó có những cái quả trong vị lai nữa, chứ nó không phải chỉ là trong hiện tại. Nhưng mà dĩ nhiên mà nói ba thời này là nó có tính tương tương đối. Ví dụ như bây giờ mình đứng hiện tại ở cái kiếp này á, thì dĩ nhiên những cái gì trước cái kiếp này nó gọi là quá khứ, những cái gì ở cái kiếp sau kiếp này nó gọi là vị lai. Còn dĩ nhiên mình đứng ở một cái kiếp nào đó ở trong quá khứ thì ngay cái kiếp đó nó sẽ trở, mình có thể gọi cái đó là hiện tại, và những cái gì xảy ra trước đó là quá khứ, và những gì xảy ra sau cái kiếp đó ở trong quá khứ nó được gọi là vị lai. Nhưng mình phải hiểu cái này là nó liên quan tới ba thời. Thì khi mà nó ba thời thì cái thứ nhất trong cái thời quá khứ á, thì có hai cái pháp liên quan là vô minh và hành. Trong thời hiện tại thì nó bao gồm là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái và hưởng. Cái này là trong thời hiện tại, trong cũng thời vị lai á, thì nó là sanh và lão tử. Vậy là trước nhất là ba thời. Rồi trong cái giáo lý duyên khởi này nó có 12 yếu tố. Hai yếu tố thì mình biết này này, mình đếm ở trên này, nó là vô minh, là hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ, hữu, sanh và lão tử. Thì đó là 12 yếu tố. 12 yếu tố ở trên đó là 12 yếu tố có liên quan trong cái giáo lý duyên khởi. Cái điểm thứ ba là cái giáo lý duyên khởi này, những cái thành những cái yếu tố trong nó có thể được chia ra thành bốn nhóm. Bốn nhóm thì cái thứ nhất đó, là nó gọi là những cái nhân quá khứ. Nhân quá khứ thì nó bao gồm là vô minh và hành, những hai cái này là quá khứ thì cho nên là phải là vô minh và hành. Thì cái điểm này nó có liên quan với cái điểm mà mình nói vừa rồi đó, là cái quá khứ hiện tại vị lai này nó chỉ mang tính tương đối mà thôi. Vì sao? Như ở trong này mình thấy là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ, những cái này là quả. Ái, thủ và hữu này á, nó cũng là nhân, bởi vì những cái này nó sẽ cho ra cái quả khác. Thì nếu như mình đứng trong cái hiện tại đi thì mình nói là ái thủ và hữu này là nhân ở trong hiện tại, nhưng mà nếu giả sử mình đứng mình lấy một cái kiếp nào trong quá khứ, mình phân tích từ cái kiếp đó ra, thì trong cái kiếp quá khứ đó nó vẫn có ái thủ và hữu ở trong đó, cho nên bởi vì những cái này nó cũng là nhân, nó cũng có tính chất tương đương với vô minh và hành, cho nên khi mà mình nói nhân quá khứ mình phải cộng thêm luôn cả ái thủ và hữu ở trong đó, cho nên khi mà nói nhân quá khứ thật ra nó có thứ năm, nó không chỉ là vô minh và hành không, mà mình phải cộng lên thêm luôn cả ái thủ và hữu vào trong nó. Rồi bây giờ cái tiếp theo là quả hiện tại, thì nhân quá khứ thì nó sẽ cho quả hiện tại. Quả hiện tại thì nó bao gồm là thức, danh, sắc, lục nhập, xúc và thọ, là những quả hiện tại. Rồi nhân hiện tại thì ở đây dựa vào đây mình thấy nhân hiện tại nó có ba cái là ái thủ và hữu. Đây một cái điểm nữa mình nói kỹ,
Như trước mình học đó, hữu nó có hai là nghiệp hữu và sanh hữu. Okay. Nghiệp hữu á, nó mới là nhân, còn sanh hữu thì nó là quả. Cho nên ở đây mình phải nói kỹ ra cái này là nghiệp hữu. Nên ở đây nó cũng là nghiệp hữu. Rồi cũng tương tự như ở trên như này. Tuy rằng là ở đây mình nói nhân hiện tại là ái thủ và nghiệp hữu, nhưng mà vô minh và hành, nếu như mình đứng ở một cái kiếp nào đó, ở trong một tương lai nào đó, mình đang nhìn mình lấy một cái kiếp trong tương lai nào đó là một cái điểm chuẩn, thì lúc đó là cái vô minh và hành ở trong cái hiện tại là nó cũng sẽ là nhân. Cho nên chính vì vậy mình phải cộng thêm cái vô minh và hành vào đây. Đây. Khi mà nói tới nhân hiện tại là có đủ luôn cả năm là ái thủ hiệp hữu vô minh và hành. Và còn cái cuối cùng là cái quả vị lai. Quả vị lai thì nó cũng có năm. Thật ra quả vị lai á, thì nếu như mà dựa trên những cái yếu tố ở bên trên nhé, thì nó sẽ là sanh hữu, sanh và lão tử. Nhưng mà trước nhiều mà trước mình học là cái sanh và cái lão tử chẳng qua là cái sự thể hiện biểu hiện của thức danh sắc lục nhập xúc và thọ, thì nó không có gì khác hết. Còn sanh hữu thì nhiều trước mình học rồi, sanh hữu thật ra là sanh thôi, không có gì hết. Cho nên sanh hữu, sanh và lão tử thật ra là mình đang nói tới thức danh sắc. Sắc một cái. Lục nhập xúc và thọ ở trong tương lai. Nên mình nói là trong 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 giáo lý duyên khởi nó có bốn nhóm như vậy, nó bốn nhóm là nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại và quả vị lai. Cho nên thật sự cái này nó là bao phủ cả ba thời chứ không phải chỉ là một thời. Dĩ nhiên ở trong bất kỳ mình bắt một cái thời nào đó, ở trong nó có đều có đủ cả 12 yếu tố. Nhưng mình phải hiểu là cái giáo lý này là được thuyết giảng dựa trên luôn cả ba thời, chứ không phải chỉ có tại cái thời điểm này. Dạ thưa Rồi, thầy. đó là Dạ, thầy giảng lại cái phần số 3 mà về vô minh biết hành là làm sao là nhân hiện tại thưa thầy. Thầy cho cái ví dụ á. Dạ, thì bây giờ ví dụ chị lấy giả sử như chị đứng ở một cái kiếp tương lai nào đó, kiếp vị lai nào đó, mình lấy cái đó làm gốc. Trong cái kiếp vị lai đó nó có những cái quả vị lai của nó như là sanh, như là thức danh sắc lục nhập xúc và thọ. Thì thức danh sắc lục nhập xúc và thọ này nó sẽ là cái quả trong cái quá cái nhân trong quá khứ của nó, lúc đó sẽ là vô minh và hành. Nhưng bởi vì mình đang đứng ở trong kiếp vị lai thì cái vô minh và hành đó nó là trong kiếp, vì nó là quá cái hiện tại là cái quá khứ của vị lai, đúng không ạ? Cho nên lúc đó mình vẫn có thể lấy vô minh và hành là cái nhân trong cái hiện tại, bởi vì cái nhân, hai cái nhân trong hiện tại này nó lại cho quả trong là những cái này trong trong vị lai. Cảm ơn thầy. Rồi thì đó là bốn nhóm. Thì từ bốn nhóm này mình mới có 20 cái, nó gọi là 20 cái chế độ. 20 chế độ thật ra là mình cộng, tức mình thấy cái mỗi cái nhóm này nó có 5 yếu tố, mà 5 cái chế độ này thì mình cộng 4 cộng 5, tất cả 5 cái trong mỗi cái nhóm này mình thành là 20 cái chế độ. 20 chế độ. Rồi, cái điểm tiếp theo ấy, là mình có ba cái mối nối. Ba cái mối nối là nó nối từ nhân quá khứ qua quả hiện tại, nó nối từ quả hiện tại qua nhân hiện tại, và nó nối từ nhân hiện tại qua quả vị lai. Okay. Thì có những cái mối nối, thì cái mối nối đó thường thường mình có thể nói là nó đi từ hành đó, là nó nối tới thức, rồi thọ là nó nối tới ái, rồi nghiệp hữu đó, là nó nối tới sanh, là nó nối tại ba cái điểm mối nối này là như vậy. Thì nó nối từ nhân quá khứ qua quả hiện tại, từ quả hiện tại qua nhân hiện tại, và từ nhân hiện tại qua quả vị lai. Thì có ba cái mối nối như vậy, là từ nhân quá khứ
đến quả hiện tại, từ nhân hiện, từ quả hiện đến nhân hiện tại, từ nhân hiện tại đến quả vị là ba cái mối nối. Rồi và cái tiếp theo, cái quan cái khái niệm tiếp theo á là gọi là ba luân hồi. Ba luân hồi mà nói đơn giản là ba cái vòng, ba vòng quay. Ba vòng quay này thì cái thứ nhất đó là gọi là phiền não luân hồi. Cái thứ hai là nghiệp luân hồi. Và cái thứ ba là quả luân hồi. Phiền não luân hồi thì trong này nó bao gồm có ba là vô minh, ái và thủ. Và nghiệp luân hồi thì nó bao gồm là hành và nghiệp tưởng. Và quả luân hồi thì nó bao gồm là thức, danh sắc, lực nhập, xúc. Sanh hưởng, sanh và lão tử. Okay. Phiền não luân hồi nó sẽ đưa tới nghiệp, bởi vì mình có những cái hành động, là những cái hành động thiện ác của mình nó sanh lên là do bởi mình còn phiền não. Phiền não nó, cho nên phiền não luân hồi nó sẽ đưa tới nghiệp luân hồi. Nghiệp, những cái hành động nghiệp này nó sẽ đưa tới quả, cho nên từ cái nghiệp luân hồi thì mình sẽ có quả luân hồi. Còn mình có thể nói một cách gián tiếp là quả luân hồi này nó sẽ đưa tới phiền não luân hồi, bởi vì khi mình có những cái quả, tức mình có cái thân xác này thì những cái, vì mình chưa có tận diệt những cái phiền não, thì những cái phiền não nó sẽ nương vào cái thân xác mình có đang đó phản sinh lên. Cho nên mình có thể nói là phiền não luân hồi đưa đến nghiệp luân hồi đưa đến quả luân hồi, và quả luân hồi đưa đến phiền não luân hồi trở lại. Nó cứ đi vòng vòng như vậy. Là ba cái luân hồi nó là như vậy. Rồi một cái điểm nữa là trong cái giáo lý duyên khởi nó có hai cái nhân hay là hai cái gốc rễ. Là vô minh và hẳn ái, hai cái đó là hai cái gốc rễ của cái vòng luân hồi này. Rồi, bây giờ mình thấy gì là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, rồi vậy đó tới là sanh và lão tử. Thì thường thường mình thấy là mình đi chỉ đi bằng như vậy, mà mình không thấy có cái chỗ nào nói cái gì duyên cho vô minh. Vậy là cái gì duyên cho vô minh. Thì trong cái bài kinh, mà cái bài kinh gọi là bài kinh chánh kiến á, thì ngài Xá Lợi Phất, ngài có một vị tới hỏi ngài Xá Lợi Phất là cái gì là nhân của vô minh. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới trả lời là vô minh nó sanh lên từ lậu hoặc. Còn cái này mình nhớ cái từ nó là a sa quá. Trước mình học lậu hoặc nó có bốn, tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Trong bốn cái lậu hoặc này là cái vô minh lậu là cái quan trọng nhất, cái cốt yếu nhất. Thì chính cái vô minh lậu này á, là nó đưa đến những cái, mình có thể là từ vô minh lậu này mới khiến có những cái lậu khác. Thì theo như cái câu trả lời của ngài Xá Lợi Phất á, thì giống như là ngài trả lời là vô minh sanh lên từ vô minh. Cho nên mình phải hiểu rằng là ở đây ngài muốn nói là cái vô minh trong bất kỳ một cái kiếp sống nào đó có là vì do bởi có vô minh trong kiếp sống trước. Cho nên mình có thể nói là cái nhân của vô, cái nguyên nhân của vô minh trong kiếp này là cái vô minh ở trong những kiếp sống trước. Chính dựa vào cái câu trả lời này, từ đó mình mới thấy rằng là cái vòng luân hồi này là vô tận là như vậy. Mình cứ đi phía trước, bởi vì hiện tại mình có vô minh là cái kiếp sống phía trước nó vẫn có là vô minh như vậy. Cái vô minh như vậy. Cho nên từ đó mình mới thấy là cái vòng luân hồi này không có cái điểm khởi đầu.
khi không thể nói cái điểm khởi đầu được, bởi vì trước đó, trước vô minh nó phải có vô minh trước đó nữa. Chính vì cái lý do đó, cho nên mới nói là các ngài mới giải thích cái câu nói của Đức Phật đó, là cái vô minh này nó cái vòng luân hồi này không có cái điểm khởi đầu. Thì thật sự cái câu hỏi này nó cũng khó, không có được thỏa mãn. Nhưng cái mình phải chấp nhận là theo quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy là như vậy, tức là cái điểm khởi đầu của cái vòng luân hồi nó không có, bởi vì trước đó nó luôn luôn có vô minh từ trước đó. Rồi, thế là mình nói tới cái nhân vô minh. Rồi bây giờ có một điểm nữa là dĩ nhiên mình học về cái lý duyên khởi, thì mình nói rồi, học lý duyên khởi thì Đức Phật đang nói tới cái sự vận hành, cái sự khởi sanh của chúng sanh, cái sự diễn biến của cái chúng sanh đó trong một luân hồi đó như thế nào. Thì mình học cái phần đó là cái phần thuận đó, là nhà vô minh duyên hành đó. Thì dĩ nhiên trong đó có một cái phần ngược nữa, tức là nếu như không có vô minh thì sẽ không có hành, không có hành thì sẽ không có thức, vân 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 vân. Thì từ đó mình phải có một cái điểm để mà mình cắt đứt cái dòng luân hồi này, thì cái điểm nó nằm ở đâu. Thì bây giờ mình đi vào cái 24 những cái mối quan hệ này, mình thấy là như vô minh duyên hành, bởi vì có vô minh thì 100% là mình sẽ có những cái nghiệp mình tạo ra, không thể nào mà không có được. Chỉ có những vị a la hán khi ngài không còn vô minh, những cái hành động của ngài nó mới không có tạo nghiệp mà thôi. Còn vì mình là vẫn còn có vô minh, cho nên những cái hành động của mình là lúc nào nó không có tạo nghiệp hết. Cái chuyện nó không thể tránh được. Rồi vô minh khi mình đã có nghiệp rồi thì nó sẽ có những cái quả sanh lên. Thì những cái quả đó nó là kết quả của những cái nghiệp thì nó cũng không thể tránh được. Khi nào cái điều kiện đầy đủ cho nó sanh khởi thì nó sẽ trổ quả. Thì đó mình không thể nào tránh được, cho nên mình cũng không thể là diệt cái thức, hoặc là diệt cái danh sắc, diệt lục nhập, diệt xúc, diệt thọ. Tất cả những cái này nó sanh lên do những cái yếu tố phía trước, và khi điều kiện đầy đủ thì nó sẽ sanh lên, không có thể nào mà mình diệt nó được. Thì chỉ có một cái điểm duy nhất là tại cái lúc mà cái thọ sanh lên, thì mình biết ở trong này cái lưới giáo lý duyên khởi, thì sau cái thọ sanh lên sẽ có ái sanh lên. Thì như hồi trước mình học rồi đó, thì cái thọ này có thể là thọ lạ, thọ hỷ, hoặc là thọ khổ, thọ ưu, hoặc thọ xả, thì bất kỳ cái thọ nào thì sau đó sẽ có cái gọi là cái hành động của mình tương ứng sanh lên. Thì nếu như cái hành động đó mà nó không phải là cái hành động có tác ý khéo, nó đi theo cái quy luật bình thường, thì mình sẽ tiếp tục tạo những cái nghiệp xấu. Chẳng hạn như mình có những cái thọ lạc, thì mình lại ham muốn tiếp tục thọ hưởng những cái thọ lạc đó, thì mình sẽ tạo ra những cái nghiệp là tốt, những cái nghiệp tốt để mình tận hưởng tiếp những cái lạc đó, hoặc là mình ham muốn vào những cái lạc đó, thì lúc đó là mình tạo những cái bất thiện. Hoặc là nếu như mình có những cái thọ mà không được tốt đẹp, thì mình lại ao ước khao khát cho những cái thọ không tốt đẹp đó nó biến mất đi, hoặc là mình ao ước có những cái thọ tốt đẹp để cho mình được tận hưởng, lúc đó nó cũng phải ái sanh lên. Thì mình cứ nói là thọ, sau khi có cái thọ mà nếu mình không có những cái tác ý tốt, tác ý khéo, thì lúc đó ái nó sẽ sanh lên. Thì chỉ tại ngay lúc này, nếu như mà mình có tác ý khéo, mình không để cho ái sanh lên, thì lúc đó mình sẽ cắt đứt đi được cái, mình có thể nói là cắt đứt đi được cái diễn biến duyên khởi đối với cái đối tượng mà nó làm cho thì mình có cái thọ đó. Tức là nói cụ thể hơn á, là nếu như mà mình có cái đối tượng nào đó làm thì mình có cái thọ tốt đẹp, nếu như sau khi mà có cái thọ tốt đẹp đó rồi mình có cái tác ý tốt, tác ý khéo, không để cho cái ái sanh lên, tức là ham muốn dính mắc vào cái thọ đó, thì lúc đó mình đã cắt đứt đi được cái, mình có thể nói là cắt đứt đi được cái chuỗi luân hồi có liên quan tới cái đối tượng cho mình có cái thọ tốt đẹp đó. Còn cũng giống như cái thọ đó, như cái thọ xấu đó, thì nếu như mình có tác ý khéo, mình không để cho cái tâm ham muốn là có những cái thọ khác tốt đẹp thay thế cho những cái thọ xấu đó, thì lúc đó mình cũng đã cắt đứt đi được cái vòng luân hồi có liên quan tới cái đối tượng mà tạo ra là cái thọ không tốt đẹp đó. Thế cho nên đó, mà cái để cắt đứt được cái dòng luân hồi có liên quan tới cái đối tượng đó thì mình chỉ có thể được thực hiện tại cái mối nối giữa thọ và ái mà thôi.
Thì đây là những một cái những cái điểm mà trong quá trình mình hành minh sát là mình ghi nhận cái điểm này là như vậy, tức là mình phải ghi nhận những cái thọ tốt hay xấu đó, từ đó mà mình chiếu quán để mình không cho những cái không cho ái sanh khởi lên để nó tiếp tục tạo nghiệp có liên quan tới cái đối tượng đó, nó làm kéo dài để vòng luân hồi. Thì đó là cái điểm mà cái mối nối tại giữa thọ và ái, là cái mối nối mà ngay từ đó mình phải cần phải là gọi là take advantage để mà mình làm ngắn đi cái vòng luân hồi của mình. Dạ, thì đó là những cái điểm mà có liên quan tới cái giáo lý duyên khởi, những cái điểm chung chung có liên quan với giáo lý duyên khởi là như vậy. Dạ. Thì thật sự mà nói là giáo lý duyên khởi này thì mà học kỹ nó rất là sâu, nó rất là chi tiết, có những cuốn sách rất là do các ngài thiền sư đó các ngài viết ra, bởi vì như mình biết cái Đức Phật á mà ngài Bồ Tát đó, ngay trước khi mà ngài trở thành Phật đó, là ngài quán về giáo lý duyên khởi này. Giáo lý duyên khởi là cái pháp quán mà Đức Phật quán. Chính vì như vậy ở Miến Điện nó có một cái trường thiền, có một cái trường phái thiền mà luôn tu về giáo lý duyên khởi. Người ta không có tu theo như là những cái pháp môn khác, người ta tu về cái giáo lý duyên khởi, bởi vì chúng ta nói là cái giáo lý này là Đức Phật trước khi mà ngài thành Phật, thành Bồ Tát, trước khi ngài thành Phật, ngài quán về cái giáo lý duyên khởi này. Cho nên người ta tu theo cái giáo lý này. Thì những cái thiền sư mà ở trong cái trường phái đó là các ngài biết rất nhiều. Cụ thể là ngài là ngài Mô Đốc là có luôn cả cái trường phái Mô Đốc ở bên này. Người ta vào đó, nếu như mình vào trong trường thiền đó thì người ta sẽ dạy cho mình giáo lý duyên khởi trước, rồi người ta sẽ hướng dẫn cho mình cách hành quán tại cái giáo lý duyên khởi này. Dạ, thì đó là về cái phần giáo lý duyên khởi là như vậy. Thì ở đây mình chỉ học giới thiệu, ở đây cũng có một cái mình đi hơi khác những những cái tài liệu khác, là mình phân tích kỹ ở đây dựa vào cái giáo lý duyên hệ để mình hiểu được từng cái mối nối á, thì trong đó có những cái pháp gì nó liên quan tới cái pháp gì. Thì cái này nó rất là, thật sự nó rất là hữu ích cho mình trong quá trình hàng ngày ra những cái mối quan hệ gì nó sanh khởi, để mình có thể phân tích được cái này là cái gì, nó là duyên cho cái gì, cái này cái nào pháp là duyên, cái nào pháp được duyên, cái gì là làm cho cái này duyên lên, hiểu rõ hơn một chút xíu. Dạ. Dạ, như vậy thì mình có thể nói là mình kết thúc cái phần về chương thứ 8 ở đây. Thì như trong cái chương thứ 8 này sau đó còn cái phần nói về pháp chế định nữa. Vì như thật sự á thì không nghĩ thì mọi người mình đọc trong những cái tài liệu hiểu sơ về pháp chế định như vậy được rồi. Bởi vì thật sự mà nó mà học kỹ về cái pháp chế định nó cũng rất là sâu, bởi vì là trong cái tạng 77 bộ sách đó, có một cái bộ riêng gọi là nhân chế định, là trong Đức Phật giảng toàn bộ về những pháp chế định rất là nhiều, rất là chi tiết ở trong đó, rất là phức tạp, không phải là đơn giản. Thì mình nghĩ là với hiện tại thì mình chỉ cần những cái kiến thức nền thì mọi người có thể đọc sơ hoặc là đọc qua cái bản trong cái cuốn mà cảm năng như tất cả cái phần cuối đó, ngày xưa đã ngày nói sơ về cái phần chế định đó. Thì thật ra chế định thì nó chỉ là do cái tâm trí mình tưởng tượng mà có, mà thực tế thật sự nó không có thật. Cho nên cái đó không phải là pháp chân đế, nó không có cái bản chất thật của nó. Nó không, mình không thể nói là nó sanh khởi từ lúc nào, và mình cũng không thể nói là nó biến mất lúc nào. Nó là do sự tưởng tượng của cái tâm trí mà có, mà thực tế không có thật. Dạ, yeah, ok, so bây giờ là vậy là mình đã kết thúc cái chương thứ 8 đó, rồi xong rồi mình đi qua cái chương cuối cùng là cái chương mà thuộc về thiền, tức là về cách hành thiền. Và thật sự cái chương thứ 9 này á thì nó là cái bản, nó là cái một cái phần tóm gọn của cái bộ Thanh Tịnh Đạo. Vì thật sự mà nói hành thiền mà học mà về thiền nó rất là sâu. Thiền chỉ và thiền quán nữa, còn trong cái chương thứ 9 này là ngài Anuruddha, ngài giới thiệu cho mình hiểu rõ về những cái điểm cốt yếu trong trong thiền chỉ và thiền quán. Ngài phân tích về thiền chỉ, ngài phân tích có bao nhiêu đề mục, rồi ngài phân tích về những cái cơ tánh của con người nào thích hợp với đề mục nào,
Rồi trong từng địa mục đó là khi mà tu tiến lên thì mình sẽ gặp được những cái ấn tướng gì và mình có thể là trải qua những cái giai đoạn nào. Cái đó là liên quan tới thiền chỉ. Còn trong thiền quán á, thì bắt đầu ngài phân tích là khi mà trong quá trình mình tu quán á, thì nó sẽ có bao nhiêu, mình sẽ trải qua bao nhiêu tầng tuệ, thì từng tầng tuệ sẽ mình sẽ thấy được cái gì và mình đã sẽ loại trừ được, đè nén được cái gì. Thì cái đó là ngài nói sơ lược cho mình biết như vậy về thiền chỉ và thiền quán. Thì mình sẽ đi theo cái giảng bài của ngài ngày ngày Aniruddha ở trong cái bộ chương thứ 9 này, chứ mình không có nói kỹ như ở bên trong trong thanh tịnh đạo, vì trong thanh tịnh đạo phân tích rất là kỹ như từng đề mục, hướng dẫn là chuẩn bị như thế nào, cách hành như thế nào, gặp những cái chuyện gì xảy ra. Thì cái đó là nếu mình học sâu về thiền thì mình nghiên cứu về bộ thanh tịnh đạo. Còn hiện tại là mình đang học cái diệu pháp thì mình chỉ học về thì như những cái trình bày ở trong trong cái chương thứ 9 này, những cái chi pháp gì có liên quan tới những cái đề mục thiền hoặc là những cái phương pháp hành thiền đó mà thôi, chứ mình không có tu kỹ như trong trong thanh tịnh đạo. Thế vậy thì mình qua chương thứ 9 khi mình còn chút xíu nha, cái bây giờ mình qua chương thứ 9 luôn, chương thứ 9. Rồi, bây giờ mình qua chương thứ 9. Chương thứ 9 thì cái đề một qua cái tiêu đề của nó gọi là Kammatthana. Kammatthana này là cái thật cam cộng với thà, cái Kamma ở đây á là nó đang nói tới cái việc phương pháp hành thiền. Kamma ở đây thật ra nó có nghĩa là bhavana, tức là chị có còn thấy cái gì nữa không ạ? Dạ thưa thấy ạ. Ok, nó qua đây. Ok, xong. Rồi, nó là bhavana, tức là cái sự phát triển hành thiền. Còn thana này mình có thể nói là những cái vấn đề có liên quan hoặc là những cái phương tiện hoặc cái lĩnh vực. Thì trong cái chương này đang nói tới những cái vấn đề mà có liên quan tới hành thiền hoặc là những cái lĩnh vực có liên quan tới thiền. Rồi thì như mình nói lúc nãy đó, đây là cái phần giải thích ngắn gọn của thanh tịnh đạo. Rồi còn cái Kammatthana thì nó có bao gồm hai phần, đó là thiền chỉ và samatha và thiền quán vipassana. Thiền quán là thiền minh sát. Rồi đối với thiền chỉ thì mục đích của nó là nó đè nén hoặc là lắng dịu các triền cái. Như triền cái thì trước mình học rồi đó, có năm hoặc là sáu, cái nói mình nói kỹ nhưng là có sáu, mà nhưng khi mình có liên quan tới các tầng thiền thì có năm mà thôi, tức là tham dục, là sân hận này, hôn trầm thủy miên là một cái, là hôn thủy này, rồi trạo cử và hối quá, tức là trạo hối này, và cái cuối cùng là hoài nghi, tức là năm cái. Là cái này hồi trước mình học rồi, mình chỉ nhắc lại thôi, tức là tham dục, sân hận, hôn thủy, trạo hối và hoài nghi. Cái này là năm cái triền cái mà có liên quan tới thiền. Còn dĩ nhiên có một cái triền cái này nó là cái vô minh, một cái vô minh đó dĩ nhiên mà đè nén được gì dựa vào hoặc thiền 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 quán do thiền chỉ có đè nén được vô minh. Đối với thiền chỉ thì nó sẽ đè nén và lắng dịu năm cái triền cái này. Rồi cũng nhắc lại với mọi người nên làm nhớ là khi mà thiền á, khi mà nói tới thiền thì nó có liên quan tới năm cái chi thiền, là tầm tứ hỷ lạc định đó. Thì tầm tứ hỷ lạc định là năm cái chi thiền nó sẽ đè nén năm cái triền cái này một cách tương ứng. Mình nhớ là cái tầm á, thì nó đè nén hôn thủy.
Ứ thì nó đề nén hoài nghi. Đấy. Thỉ thì nó đề nén sân hận. Lạc á, thì nó đề nén trả hối. Và định mà, thì nó đề nén dục. Đó là bốn năm cái chi thiền, nó đề nén năm cái triền cái tương ứng như vậy nha. Rồi mình nhớ mình nói thiền chỉ vô trước, mình gặp thiền chỉ rồi. Thiền chỉ là nhắc tới các tầng thiền, đó là 8 hoặc là 9 tầng thiền đó. Thì mình phải nhớ là cái tầng thiền đầu tiên, sơ thiền, là nó đề nén tất cả những cái triền cái này rồi. Khi mà mình đắc được sơ thiền một cái là nó đã đề nén tất cả những cái triền cái này. Còn những cái tầng thiền cao là gì? Những cái tầng thiền cao thì nó sẽ gỡ bỏ đi những cái chi thiền thô. Nhớ là thì những cái tầng thiền cao nó không còn đề nén, bởi vì khi mình đã đạt được cái sơ thiền thì những cái triền cái này nó đều đã được đề nén hết rồi. Còn những cái tầng thiền cao là mình chỉ gỡ bỏ những cái chi thiền thô mà thôi. Tức là như ví dụ nhị thiền thì mình sẽ gỡ bỏ đi tầm, nó không còn tầm nữa. Đó là tam thiền thì không còn tứ, tứ thiền thì không còn hỷ. Còn dĩ nhiên khi lên lần ngũ thiền rồi thì lúc đó nó không có lạc mà nó thay thế bằng xả. Nhớ như vậy. Tức là sơ thiền là đã đè nén tất cả những triền cái rồi, còn những tầng thiền cao thì chỉ là gỡ bỏ đi những cái chi thiền thô thôi. Rồi, với một điểm nữa. Dạ. Dạ, cái trạo hối á, thưa thầy, trạo là trạo cử, hối hối quá. Trạo cử có phải là phóng dật không thưa thầy? Đúng rồi, trạo cử là phóng dật. Dạ. Dạ, trạo cử là phóng dật. Dạ. Dạ, rồi, dạ. Rồi có thêm một cái câu hỏi nữa. Dạ thưa thầy, trạo hối, trạo là trạo cử, còn hối là hối quá, là nằm trong cái tâm sở sân hôn phần không thầy? Đúng rồi, đúng sân rồi. Phần. Dạ. Hối quá là sân phần. Dạ. Dạ, còn trạo hối là si phần. Trạo cử thì không, trạo hối là trạo cử và hối quá, trạo cử là si phần. Dạ dạ, còn trạo hối cử quá là dạ. Sân phần. Dạ. Dạ. Đúng rồi, trạo cử là phóng dật. Yeah. Rồi có một điểm nữa là nãy giờ mình nói là thiện chỉ để đề nén và lắng dịu triền cái. Như vậy thì có những vị A-la-hán mà khi mà ngài đắc thành A-la-hán rồi mà như ngài không có thiền, sau đó ngài tu thiền, thì không thể mình nói là mình không thể nói là vị A-la-hán đó tu thiện chỉ để đề nén triền cái nữa, bởi vì vị A-la-hán không có còn triền cái gì thế, bị triền cái thật ra nó cũng là phiền não, thì ngài A La Hán không có còn phiền não nữa, thì cho nên mình mới nói là mục đích của ngài A La Hán mà thực hành thiền chỉ là chỉ làm gì, là với mục đích để làm dịu cái tâm của ngài xuống, bởi vì như mình biết khi mà những vị mà tu thiền chỉ mà đắc thiền chỉ thì lúc đó nó chỉ bắt toàn bộ trong quá trình ngài nhập vào thiền nó chỉ bắt có một cảnh nào. Cho nên lúc đó cái tâm này rất là yên tĩnh, bởi vì thường thường như mình thấy cái tâm bình thường của mình là nó bắt cảnh, cứ mỗi lộ tâm bắt một cảnh, một lộ tâm một cảnh, cho nên nó rất là phức tạp đối với những vị A La Hán mà ngài không có đắc thiền. Cho nên ngài muốn hành thiền để mục đích làm dịu cái tâm xuống, thì khi mà ngài đắc thiền rồi ngài nhập vào đó thì cái tâm của ngài nó chỉ bắt được có một đề mục mà thôi, lúc đó cái tâm của ngài nó dịu xuống. Đó là cái mục đích hành thiền chỉ của những vị A La Hán là như vậy, chứ không phải là để lắng nghe chuyện cái nữa. Thì điểm mình phải hiểu. Dạ. Rồi. Dạ, dạ thưa thầy. Dạ. Vậy sao mấy ngày lại không nhập thiền khỏa để cũng ảnh hưởng được cái đối tượng là Niết Bàn? Dạ, nhập thiền khỏa cũng được. Mà nhưng từ vì mình biết là có 3 cái trú xứ và cho những vị ở trên nó muốn an hưởng là thiền chỉ. Thiền quả và diệt thọ tưởng. Thì đôi lúc có thể mình nói là các ngài có thể muốn, thậm chí muốn lên tới nhập vào diệt thọ tưởng, thì các ngài cũng phải nhập thiền chỉ, phải đắc thiền chỉ mới có thể nhập vào diệt thọ tưởng được. Có nhiều, dĩ nhiên như thế chị nói là thiền quán là một trong những cái cách đó, nhưng còn những cách khác nữa, có nhiều vị vẫn muốn là trải nghiệm những cái sự an lạc với cách khác nữa. Yeah.
Dạ, cái khác biệt giữa cái thiền dịch tưởng thọ với lại thiền quả là sao thưa thầy? Và như chị biết là thiền quả thì ngay lúc đó là khi mà ngày nhập thiền quả là những tâm quả sanh lên, nó bắt Niết Bàn làm cảnh. Dạ. Còn mà thiền thiền diệt thọ tưởng thì lúc đó là coi như mất tâm, Dạ. không có tâm. Dạ. Nhưng mà cái nào an lạc hơn đó thưa thầy? Cái này đang còn là một cái vấn đề tranh cãi nha. Bởi vì á, vì sao? Thường thường như mình học á là danh và sắc. Danh và sắc cái nào vi tế hơn? Sắc là vi danh vi tế hơn, đúng không ạ? Danh vi tế hơn. Ở đây cái này là mình phải hiểu thoát ra một chút xíu. Khi mà mình chỉ còn danh không và khi mà mình chỉ còn sắc không, hai cái đó cái nào là an lạc hơn, cái nào cao hơn? Yes. Một cái quan điểm trả lời á, là nói rằng là dựa trên những cái tầng thiền, như thì thấy á, là đối những vị mà gọi là vô tưởng á, các ngài chỉ còn sắc pháp, không các ngài không có còn danh, không có danh pháp đó. Những cái vị mà vô sắc á, thì chỉ có danh pháp không, không có sắc pháp. Nhưng mà tính theo cái tầng mức mà phân chia ở các cõi á, thì chị thấy là cái cõi mà vô tưởng nó nằm ở phía dưới cõi vô sắc. Cái cõi vô tưởng á, là chỉ còn sắc pháp mà nó không có còn danh pháp. Cái cõi vô sắc á, là nó chỉ có danh pháp, nó không có sắc pháp. Thì thường thường người ta nói danh pháp nó vi tế hơn, cho nên cái khổ của danh, cái khổ của có danh pháp á, là cái khổ vi tế hơn cái khổ mà có sắc pháp. Nên chính vì cái lý do đó tại sao cái tầng thiền vô sắc đó, nó lại nằm ở phía dưới cái tầng thiền, nó cái phần thiền vô vô tưởng nó nằm ở dưới cái tầng thiền vô sắc, bởi vì là trên vô sắc nó không có, nó chỉ còn danh, mà cái dược cái danh cái khổ danh nó vi tế hơn cho nên nó cao hơn. Thì nó là một cái quan điểm. Bây giờ chị đi ngược lại, bây giờ nói về diệt thọ tưởng và thiền quả. Khi mình nhập vào, bây giờ mình nói giờ nhập vào thiền quả thì nó còn cả hai. Khi mình nhập vào thiền quả thì những cái vị nhập thiền quả mình nên nhớ những cái vị nhập thiền quả sao những cái nhiều tầng mức thiền quả thì những vị trên vô sắc các ngài vẫn có thể nhập vào thiền quả được, nhưng mà lúc đó nó vẫn còn tâm, đúng không ạ? Bây giờ nếu như bây giờ mình so sánh giữa một vị là Phạm Thiên ở trên những cõi vô sắc và một vị ở cõi ngũ uẩn, ok, một cái vị thánh, bây giờ mình lấy một vị thánh, thánh A La Hán đây, một vị thánh A La Hán ở trên cõi vô sắc và một vị thánh ở cõi ngũ uẩn, vị thánh trên cõi vô sắc vị đó nhập vào thiền quả và một vị thánh ở cõi ngũ uẩn nhập vào thiền diệt thọ tưởng. Khi một vị thánh ở trên cõi vô sắc nhập vào thiền quả, lúc đó ngài còn tâm, ngài chỉ có tâm không thôi, và ngài an hưởng niết bàn, và ngài đắc niết bàn lập cảnh. Còn cái vị mà nhập vào thiền diệt thọ tưởng là bắt buộc vị đó phải có sắc pháp, chứ không có sắc pháp thì không được được. Cho nên phải là xảy ra ở cõi ngũ uẩn. Và khi nhập vào đó thì vị đó không còn tâm nữa, nhưng mà vị đó vẫn còn sắc pháp. Thì nếu như mình dựa vào cái lý luận như mình lúc nãy mình nói đó, là danh pháp, cái khổ của danh pháp đó, nó vi tế hơn cái khổ của sắc pháp, thì đối với cái vị mà vô tưởng và so với cái vị vô sắc nhập vào thiền quả, lúc đó ngài chỉ còn danh, thì cái ngài trải nghiệm cái khổ nó vi tế hơn là cái vị mà ở ở cõi ngũ uẩn nhập vào thiệt diệt thọ tưởng, bởi vì lúc đó ngài không còn tâm nhưng mà ngài vẫn còn cái sắc pháp. Nếu như nói như vậy thì có nghĩa là mình nói là thiền quả là an lạc hơn thiệt diệt thọ tưởng, đúng không? Nhưng mà trong cái thiền diệt đó, thưa thầy, lúc đó mình không có tâm, mình cũng đâu có biết được đâu đâu cái sự đau của cái sắc Đúng, pháp. đúng 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 cho nên ở đây mình mới nói là mình phải nghĩ thoáng ra, tức là không phải chỉ là có sự trải nghiệm mình mới gọi là khổ, bởi vì theo cái định nghĩa của Phật giáo là khổ là khi mà mình vẫn còn cái gì sanh diệt thì nó vẫn là khổ,
thì cái tâm sanh diệt và cái sắc pháp sanh diệt, bởi vì cái sắc pháp nó vẫn còn là sanh diệt, nó vẫn còn là pháp hữu vi, cho nên vẫn còn là khổ, thì mình vẫn phải tính nó là khổ. Và những cái khổ đó nó thô hơn là cái khổ của cái tâm, tính theo cái phương diện của trên pháp siêu thế. Thì nếu như nói như vậy thì có phải là thiền quả nó an lạc hơn là thiền diệt khổ tưởng, bởi vì thiền diệt khổ tưởng nó vẫn còn sắc pháp. Yeah. Cho nên hôm nay cái điểm này là cái điểm tranh cãi ở cái chỗ này là như vậy. Bởi vì thường thường á, mọi người mình sẽ hiểu á, ai cũng vậy. Và bây giờ mình nói, mình hỏi các vị khác, các ngài cũng sẽ nói 100% là cái gì thiền diệt thọ tưởng nó an lạc hơn là thiền quả. Nhưng mà nếu dựa trên cái tranh luận vừa rồi á, thì có phải là thiền quả nó an lạc hơn thiền diệt thọ tưởng không? Yeah. Cho nên hôm nay cái chỗ đó là nó tranh cãi chỗ này như vậy, thì tùy đến cách hiểu của mình thôi. Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ. Yeah. Ok, dạ. Thôi chắc bữa nay mình tạm dừng ở đây. Có gì tuần sau mình sẽ tiếp tục. Dạ. Yeah. Cảm ơn thầy. Sa. 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 Sa.